Khi giữ nhiệm vụ này, Bồ Tát Phổ Hiền thường mang theo bên mình những chai lọ linh kỉnh, đựng đủ loại gia vị để nêm thêm vào thức ăn cho vừa khẩu vị của mỗi người. Thế ai muốn ngọt hơn thì Ngài cho thêm đường, thích chua hơn thì Ngài cho thêm giấm, thích cay hơn thì Ngài cho thêm ớt. Tuy nhiên có khi Ngài vừa rót thêm giấm cho người thích ăn chua thì người ấy lại phàn nàn: "Ô hay, tôi không thích chua quá, tại sao ông lại thêm nhiều giấm đến thế?" Hoặc có người muốn cay hơn nữa, nhưng Ngài vì ngại rằng nếu cay quá thì khó ăn nên chỉ đưa thêm một chút ớt mà thôi, thì người đó lại cằn nhằn: "Thêm một chút nữa sẽ ít quá vậy." Đó gọi là Phổ Hiền Bồ Tát nan mãn chúng sanh nguyện. Bồ Tát Phổ Hiền khó thể thỏa mãn ý muốn của chúng sanh. Cho nhiều thì chê dư, cho ít thì chê thiếu. Quý vị xem thật là rắc rối phức tạp, cho nên làm Bồ Tát không phải là chuyện dễ. Khổng Phu Tử của Trung Hoa có nói rằng: "Duy nữ tử giữ tiểu nhân, vi nan dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán." Người nữ và kẻ tiểu nhân đều khó đối phó, gần thì khinh lờn, xa thì oán trách. Người nữ và kẻ tiểu nhân đều khó đối phó, tại sao lại khó? Nếu quý vị gần gũi, dễ dãi với họ thì họ khinh lờn, không để ý đến lý lẽ và không giữ phép tắc. Còn nếu quý vị xa cách nghiêm nghị với họ thì họ lại oán ghét hờn trách. Cho nên ứng phó với họ không phải là chuyện dễ. Khổng Tử có lẽ đã từng trải giàu kinh nghiệm về mặt này cho nên mới thốt ra những lời xác đáng như thế. Bồ Tát đối xử với chúng sanh cũng vậy, quá tốt hoặc quá tệ thì đều không hợp với trung đạo. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền cũng khó mà làm cho chúng sanh được vừa ý hài lòng. Thực hành hạnh Bồ Tát là điều không phải dễ. Mình sốt sáng lo cho người ta nhưng họ lại không chịu biết đủ. Tóm lại, Đại Từ Bi Quang Minh Vân là biểu thị cho Bồ Tát Đạo. 3. Vầng mây sáng Đại Trí Huệ. Vầng mây này biểu thị cho duyên giác đạo. Duyên giác là những bậc nhờ tu pháp thập nhị nhân duyên mà thành đạo, và như thế cần phải có đại trí huệ. Các ngài quán sát thập nhị nhân duyên, thấu triệt đạo lý sanh diệt, biết rõ vạn vật thảy đều tự sanh tự diệt, rồi hoát nhiên được tỏ ngộ. Từ Phật tánh sẵn có bèn nảy sanh một thứ trí huệ chân chánh. Do đó đám mây sáng đại trí huệ này là tiêu biểu cho duyên giác đạo. Thập nhị nhân duyên tức là 12 cái nhân duyên níu kéo nhau: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Đây gọi là thuận sanh môn, lưu truyền môn, sự xoay vần. Còn hoàn diệt môn, diệt trừ trở lại, tức là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì lão tử diệt. Như vậy, nếu phá trừ được vô minh thì tất cả đều không nảy sanh. Bậc duyên giác quan sát đến điểm này liền phá bỏ vô minh trước nhất, bởi tất cả đều từ vô minh mà ra, cho nên một khi vô minh đã bị phá hủy thì trí huệ chân chánh sẽ nảy sanh. 4. Vầng mây sáng đại bát nhã. Bát nhã tức là trí huệ và gồm có 3 loại là văn tự bát nhã, thực tướng bát nhã và quán chiếu bát nhã. Bậc thành văn dựa vào văn tự bát nhã mà sanh khởi quán chiếu bát nhã, rồi do quán chiếu bát nhã mà đạt đến thực tướng bát nhã, và vì đã đạt đến thực tướng bát nhã cho nên chứng được quả vị A-la-hán. Vậy đám mây sáng đại bát nhã là tiêu biểu cho thanh văn thừa. 5. Vầng mây sáng đại tam muội. Tam muội là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là định. Thiền nhân, người ở cõi trời, tu hành bậc thượng phẩm của thập thiện thì có được thứ định lực này, chứng đắc tứ thiền bát định, bốn thiền tám định. Tứ thiền là bao gồm tứ thiền thiên, tam thiền thiên, nhị thiền thiên và sơ thiền thiên. Sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền gọi là định sanh hỷ lạc địa, tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Ly hỷ tức là rời bỏ sự vui vẻ sung sướng, và tứ thiền gọi là xả niệm thành tịnh địa. Lại còn có tứ không xứ, không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Như vậy hợp lại gọi chung là tứ thiền bát định. Chư thiên ở đây đều có định lực và đều tu bậc thượng phẩm của thập thiện.
Thập thiện gồm có thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Họ nhờ thọ tam quy và trì ngũ giới cho nên được sanh lên cõi trời. 6. Vầng mây sáng đại kiết tường. Vầng mây này tiêu biểu cho nhân đạo, cõi người. Con người ai ai cũng muốn mọi sự được kiết tường. Người Trung Hoa thường dùng hai chữ này đi đôi với nhau. Kiết là may mắn thuận lợi, tường là điểm lành. Nói chung là chỉ sự tốt đẹp. Những chúng sanh tu bậc trung phẩm của thập thiện, thọ tam quy trì ngũ giới thì được sanh vào cõi người. 7. Vầng mây sáng đại phước đức. Đây là biểu thị tu la đạo, cõi Atula. Atula có lúc ở cõi trời, có lúc ở nhân gian, trong loài súc sanh hoặc trong đường ngạ quỷ. Nói chung thì Atula cũng có phước đức lớn, cho nên vầng mây sáng này soi chiếu cõi Atula. 8. Vầng mây sáng đại công đức. Đây là biểu thị súc sanh đạo, cõi súc sanh. Đức Phật phóng vầng mây sáng đại công đức này khiến cho tất cả nghiệp tội của loài súc sanh đều tiêu trừ và tương lai có thể liều khổ được vui. 9. Vầng mây sáng đại quy y. Đây là biểu thị cho ngạ quỷ đạo, quỷ, cõi quỷ đói. Đức Phật phóng vầng mây sáng này khiến cho tất cả ngạ quỷ đều bỏ ác theo thiện, sửa đổi lại chính mình cho tốt và cùng nhau phát tâm quy y Tam Bảo, quỷ cũng có thể được quy y Tam Bảo. 10. Vầng mây sáng đại tán thán. Đây là biểu thị cho địa ngục đạo. Đức Phật phóng vầng mây sáng này với lòng khen ngợi. Những chúng sanh ở chốn địa ngục trông thấy vầng mây sáng này thì đều lìa khổ được vui, sửa sai hướng thiện, phát Bồ Đề tâm. 10 vầng mây sáng này tiêu biểu cho cơ nghi của chúng sanh trong thập đạo, tức là 10 nẻo đường hoặc 10 cõi giới. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra nhiều đám mây sáng như vậy, khiến cho chúng sanh trong 10 pháp giới đều phát tâm tu hành để sớm thành Phật đạo. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vầng mây sáng rỡ như thế. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phóng ra những vầng mây sáng kỳ diệu không tả xiết này, thì thế nào? Kinh văn rồi lại phát ra các âm thanh vi diệu như là tiếng đàn ba la mật, tiếng thi ba la mật, tiếng sàn đè ba la mật, tiếng tỳ ly gia ba la mật, tiếng thiền ba la mật, tiếng bát nhã ba la mật, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, lược giảng. Rồi Đức Thế Tôn lại phát ra các âm thanh vi diệu. Phật phát ra không phải chỉ một loại mà là vô số loại âm thanh, vi là êm dịu, nhỏ nhẹ, âm thanh không ầm ĩ chói tai mà rất là hài hòa, dịu dàng. Diệu là thánh thót, trong và rõ, giọng nói của Phật rất thánh thót vi diệu. Phật chỉ dùng một thứ âm thanh để thuyết pháp, nhưng bất cứ loại chúng sanh nào nghe thấy cũng đều hiểu được cả. Thậm chí những người tuy khác quốc gia, bất đồng ngôn ngữ cũng có thể hiểu được như nhau. Mặc dù Phật chỉ nói bằng một thứ tiếng, nhưng người Nhật thì nghe hiểu đó là tiếng Nhật, người Anh nghe hiểu đó là tiếng Anh, người Pháp nghe thì hiểu đó là tiếng Pháp, người Tây Ban Nha nghe thì hiểu đó là tiếng Tây Ban Nha. Tuy rằng ngôn ngữ mỗi nước mỗi khác nhau, nhưng tất cả đều hiểu được tiếng của Phật mà không cần phải phiên dịch. Cảnh giới của Phật vốn không thể nghĩ bàn, cho nên nói Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Phật chỉ dùng một loại âm thanh để thuyết pháp, nhưng mọi loài chúng sanh đều hiểu được. Âm nghĩa là gì? Chữ âm ở đây có thể giảng là đồng nghĩa với chữ ẩm, tức là uống. Vì sao gọi là uống? Bởi âm thanh ấy rót thẳng vào lòng quý vị, khiến quý vị nghe và hiểu thông suốt, chẳng khác nào uống từng lời vậy. Chữ âm này lại cũng có thể giảng theo nghĩa của chữ ẩn, tức là ẩn giấu. Bởi âm thanh thì có lớn có nhỏ, khi vang khi bật, chẳng khác nào lúc ẩn lúc hiện, cho nên gọi là ẩn. Đức Phật có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Pháp âm của Ngài, chúng sanh nghe nhận đều không giống nhau. Người này nghe ra là thứ tiếng này, người khác nghe ra là thứ tiếng khác. Thật ra thì vốn chỉ là một loại âm thanh mà thôi, nhưng chúng sanh vì chủng loại bất đồng nên cái nghe cũng có sự khác biệt. Âm thanh của Phật có thể truyền đi bao xa? Tôn giả Mục Kiền Liên, vị đệ tử thần thông bậc nhất của Phật, đã thí nghiệm bằng cách dùng thần thông hướng về hàng hà sa số thế giới ở phía đông để nghe xem âm thanh của Phật truyền đi được bao xa. Vượt qua hàng hà sa số thế giới như thế mà tôn giả vẫn nghe được âm thanh của Phật rõ mồn một như đang đối diện với Đức Phật vậy. Cho nên âm thanh của Phật thật không thể nghĩ bàn. Lúc bấy giờ, Đức Phật phát ra rất nhiều loại âm thanh chứ không phải chỉ có một loại. Vậy thì tổng cộng có bao nhiêu loại? Như là tiếng đàn ba la mật, đàn là đàn na, và vốn là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là bố thí. Bố thí trước kia giảng nhiều lần rồi. Bố thí thì gồm có tài thí, pháp thí và vô ý thí.
Mặc dù mọi người đều hiểu rồi, nhưng nay giải thích cặn kẽ hơn về ý nghĩa của bố thí. Bố thí mà không chấp trước ở tướng bố thí thì mới là sự bố thí chân chánh. Bố thí mà có sự chấp tướng thì quả báo sẽ là sanh về cõi trời, còn bố thí mà không chấp tướng thì được quả báo thuộc loại vô lậu. Không chấp tướng tức là tuy có hành động song trong lòng không so đo, nhớ, nghĩ đến. Ví dụ như mình bố thí cho ai đó một số tiền, thâm tâm liệt nghĩ: a, thế là phen này mình làm được một việc thiện, tương lai mình sẽ được hưởng phước báo. Luôn suy nghĩ tính toán như vậy thì rốt cuộc lại không được phước báo. Cho dù có được phước báo đi chăng nữa thì cũng chỉ là sanh lên cõi trời mà thôi, chứ không thể hưởng được thứ phước báo vô lậu. Phải như thế nào mới gọi là bố thí không chấp tướng? Phải đạt đến cảnh giới tam luân thể không, không có năng thí, người cho, không có sở thí, vật đem cho, và cũng không có thọ giả, người nhận. Thế nào gọi là năng thí, thế nào gọi là sở thí? Năng thí tức là bố thí mà còn có cái ngã, không quên được cái tôi. Ví dụ cứ nhớ rằng mình đã cúng dường một số tiền để xây chùa, đúc tượng Phật, in kinh điển, rồi sanh tâm chấp trước. Chấp trước như thế nào? Cứ nghĩ rằng mình là người có khả năng bố thí, cứ thấy mình là người đã dám xuất ra 5 vạn đồng để cúng dường. Đó là năng thí. Sở thí tức là những thứ được mang ra bố thí, như nghĩ rằng mình đã bỏ ra 5 vạn đồng để làm việc bố thí, mình đã cúng dường tiền bạc để cất chùa in kinh, tạc tượng, mình đã làm công quả, tạo được công đức, mình có góp phần bố thí, mình là kẻ có công bố thí, có đem của cải ra bố thí. Có năng thí và sở thí rồi, tất phải có thọ giả, tức là người thọ nhận của đem cho, thì mới hoàn tất sự bố thí. Thọ giả thì có năng thọ và sở thọ. Thế nào gọi là năng thọ? Chẳng hạn có một người xuất ra 5 vạn đồng bố thí cho tôi, thì tôi chính là năng thọ, kẻ thọ nhận. Còn số tiền mà tôi thọ nhận từ người ấy chính là sở thọ. Không có năng thí thì cũng không có sở thí. Đã không có năng thí, sở thí thì cũng không có năng thọ, sở thọ, tức là không có thọ giả, đó gọi là tam luân thể không. Cho nên bố thí mà không chấp trước vào tướng bố thí thì mới gọi là sự bố thí tam luân thể không. Bà La Mật là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đáo bỉ ngạn đến bờ bên kia, và cũng là bỉ ngạn đáo. Đáo bỉ ngạn là nói theo ngữ pháp của tiếng Trung Hoa, còn bỉ ngạn đáo là nói theo ngữ pháp của tiếng Phạn, Ấn Độ và tiếng Anh, có hơi khác với văn phạm của Trung Văn. Vậy đáo bỉ ngạn và bỉ ngạn đáo, nói tóm lại là đáo cái bỉ ngạn nào đến bờ bên kia. Đáo bỉ ngạn ngụ ý rằng tất cả những việc mà chúng ta làm đã thành công rồi, chúng ta đã đạt mục đích, đã thực hiện được điều mình hằng mong muốn. Ví dụ hiện nay chúng ta muốn chấm dứt sự sanh tử, thì đối với chúng ta, sanh tử là bờ bên này, thử ngạn, còn niết bàn là bờ bên kia, bỉ ngạn. Như thế, từ bờ sanh tử bên này mà vượt qua được con sông phiền não tới được bờ niết bàn bên kia, gọi là đến bờ bên kia. Chúng ta từ thế giới này muốn đến thế giới thượng tịch quang của Phật. Nếu bây giờ khởi hành thì đến khi tới nơi cũng gọi là đến bờ bên kia. Từ bờ bên này của phàm phu mà sang đến bờ bên kia của thánh nhân chứng được thánh quả cũng gọi là đến bờ bên kia. Trước kia chúng ta chưa thông hiểu Phật Pháp, nay lại hiểu rõ Phật Pháp, tức là chúng ta cũng đến bờ bên kia vậy. Tuy nhiên đến bờ bên kia thì có bờ bên kia rốt ráo và bờ bên kia không rốt ráo. Thế nào là bờ bên kia rốt ráo? Thế nào là bờ bên kia không rốt ráo? Phàm phu chúng ta nếu chứng đắc sơ quả, tức là đến được bờ bên kia của sơ quả chứ chưa đến được bờ bên kia của nhị quả. Chứng đắc nhị quả tức là đến bờ bên kia của nhị quả chứ chưa đến được bờ bên kia của tam quả. Chứng đắc tam quả tức là đến được bờ bên kia của tam quả. Chứng đắc tứ quả tức là đến được bờ bên kia của tứ quả chứ vẫn chưa đến được bờ bên kia của Bồ Tát. Chứng đắc tri kiến và trí huệ của Bồ Tát tức là đến được bờ bên kia của Bồ Tát chứ chưa phải là của chư Phật. Phải chứng được Phật quả thì mới là đạt đến cái bờ bên kia rốt ráo, và đó cũng chính là cái bờ bên kia cuối cùng. Cho nên ý nghĩa của ba chữ đáo bỉ ngạn đến bờ bên kia vô cùng thâm áo. Này tôi chỉ giảng sơ lược đạo lý này. Sau khi hiểu rõ ý nghĩa của từ ngữ đến bờ bên kia rồi, quý vị hãy suy rộng ra, bổ sung thêm để đạt đến chỗ rốt ráo của bờ bên kia. Nói như vậy cũng có nghĩa là tuy tôi giảng rất ít, song quý vị có thể dựa vào những đạo lý tôi giảng mà suy rộng, bổ túc triển khai vấn đề cho bao quát hơn.
Như thế thì tôi chỉ giảng một mà quý vị có thể lãnh hội được 10 hoặc 100. Ngoài ra như bây giờ bắt đầu giảng kinh 2 tiếng đồng hồ sau thì giảng xong, đó là đến bờ bên kia là Ba La Mật. Buổi giảng kinh đã đến bờ bên kia vậy. Lại nữa, từ lúc bắt đầu giảng câu tôi nghe như vậy, như thị ngã văn, có thể nói là chúng ta còn ở bờ bên này thử ngạn. Đến khi giảng xong câu, tất cả vui vẻ tín thọ mà lui ra, giai đại hoan hỷ tín thọ nhi khứ, là chúng ta đã đến bờ bên kia, sang đến bờ bên kia rồi. Tóm lại, làm việc gì mà thành công đạt mục đích rồi thì đó là đến bờ bên kia. Quý vị hiểu thấu suốt từ ngữ đến bờ bên kia này, tức là quý vị cũng đến bờ bên kia vậy. Mục đích tối hậu của chúng ta là thành Phật, chứng được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì mục đích đó cũng chính là bờ bên kia bỉ ngạn của chúng ta vậy. Tiếng thi Ba La Mật, thi là tiếng Phạn, nói đầy đủ là thi la. Trung Hoa dịch là thanh lương, thanh là thanh tịnh, trong sạch, lương là lương sàng, mát mẻ. Vậy thanh lương có nghĩa là vừa sạch sẽ vừa mát mẻ, ngụ ý rằng chẳng những không có phiền não mà còn được thoải mái thanh thản nữa. Thi la còn được dịch là phòng chỉ, ngăn dứt. Mỗi quốc gia đều có dự bị quân đội để phòng khi nước khác không giữ quy củ xâm lấn đất nước mình, thì mình có binh lính sẵn sàng để chống cự. Đó gọi là quốc phòng, sự phòng bị của quốc gia. Gia đình có sự phòng bị của gia đình. Mỗi cá nhân đều có sự phòng bị của riêng mình. Ở đây là nói về sự phòng bị của mình đối với chính mình. Thế nào gọi là phòng chỉ? Đó là phòng bị mà đình chỉ. Phòng bị việc gì? Tức là đề phòng tất cả điều ác, đình chỉ tất cả việc ác, tuyệt đối không làm điều ác. Và đó chính là trừ ác, mạc tác, chúng thiện, phụng hành. Chớ làm các việc ác, vâng làm mọi việc lành. Khi xưa có một cư sĩ đến xin một vị hòa thượng giải thích cho ông biết Phật Pháp là gì. Hòa thượng đáp, chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành. Vị cư sĩ liền nói, bạch hòa thượng, điều tôi muốn biết là Phật Pháp, còn chuyện chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành thì đứa bé lên bà cũng biết được, sao ngài lại bảo đó là Phật Pháp? Hòa thượng đáp, tuy đứa bé 3 tuổi hiểu được nhưng ông già 80 không làm được. Chư ác mạc tác, chớ làm các việc ác, chư ác, tức là tất cả mọi cái ác mà cũng là một trong những việc ác. Chữ chư này là chỉ số nhiều mà cũng có thể hiểu là một. Ví dụ, quý vị làm được một việc ác thứ nhất, tất sẽ làm được việc ác thứ hai. Làm việc ác thứ hai rồi, quý vị sẽ làm việc ác thứ ba. Làm việc ác thứ ba rồi, tất quý vị sẽ không ngần ngại mà làm việc ác thứ tư cho đến cả trăm ngàn vạn điều ác. Như thế, tất cả đều khởi sự từ con số một. Từ một việc ác ban đầu mà sinh sôi nảy nở rồi tích lũy dần dần, giống như trái núi, quý vị thấy to lớn như vậy, nhưng thực tế nó được kết thành từ những hạt bụi nhỏ, vô số hạt bụi kết tụ lại, hình thành một hòn núi, cho nên quý vị nói nhiều, nhưng nhiều rốt cuộc là bao nhiêu, không có số lượng nhất định, thế thì chỉ bằng cứ nói là một, như vậy còn dễ hiểu hơn. Vì thế, ngay cả một việc ác còn cũng không nên làm, đó chính là chớ làm các việc ác vậy. Nếu như nói chớ làm các việc ác, e rằng có người lại nghĩ đó là nói không nên làm nhiều việc ác. Còn một việc ác này thôi thì đâu phải là nhiều, mình có làm cũng chẳng sao. Cho nên ở đây tôi nhấn mạnh là một việc ác còn không nên làm, huống hồ là nhiều việc ác, nhiều thì càng không nên làm. Vậy điều trọng yếu nhất, vi diệu nhất là một việc ác cũng không làm, chúng thiện phụng hành, vâng làm mọi việc lành. Chúng là nhiều, đồng với chữ trừ. Chúng thiện phụng hành nghĩa là tất cả mọi việc thiện, bất kể là lớn hay nhỏ, chúng ta đều nên làm, chẳng nên bỏ sót một việc nào. Cho dù là chuyện nhỏ nhặt, nhưng miễn là việc tốt thì cũng nên làm. Bằng không, nếu bỏ qua thì sẽ bị thiếu một việc thiện nhỏ đó, mà như thế thì không thể gọi là chúng thiện được. Chúng là toàn thể đại dụng, trọn vẹn, không thiếu một chút gì. Do đó không thể nói rằng tôi chỉ làm việc thiện này thôi, tôi không thích làm việc thiện kia. Làm thiện sự thì dù nhiều hay ít, dù lớn hay nhỏ, chúng ta cũng đều nên làm tất cả. Còn đối với việc ác thì hoàn toàn trái ngược. Việc ác bất kể là lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, chúng ta đều tuyệt đối không nên phạm. Nếu quý vị làm điều ác bất chấp lớn nhỏ, như thế là điên đảo đấy. Cho nên sở dĩ vị hòa thượng này nói, tùy đứa bé 3 tuổi hiểu được nhưng ông già 80 không làm được, là vì chúng ta làm mà chưa đạt tới chỗ viên mãn. Thì là còn có nghĩa là giới, giới luật. Khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, ngài A Nan thỉnh vấn 4 điều, và một trong 4 điều ấy
là khi Phật còn tại thế thì chúng đệ tử thờ Phật làm thầy. Vậy sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì phải tôn ai làm thầy? Bây giờ Đức Phật dạy rằng chúng đệ tử xuất gia phải lấy giới làm thầy. Những giới luật ấy chính là chớ làm các việc ác, vâng làm mọi việc lành, và cũng chính là trì ác phòng phi, ngăn dứt điều ác để phòng việc quấy. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói thì là Bà La Mật: giới là tối trọng yếu, là quan trọng nhất. Bố thí là vấn đề quan trọng nhất trong việc tu hành, mà trì giới lại cũng là vấn đề quan trọng nhất. Sao có nhiều vấn đề quan trọng nhất vậy? Trong Phật Pháp không có thứ nhì mà toàn là thứ nhất. Bất cứ pháp nào cũng đều là thứ nhất cả. Có người hỏi tôi, Phật Pháp có 84.000 pháp môn, vậy pháp môn nào là đệ nhất, cao nhất, vi diệu nhất? Quý vị đoán tôi trả lời như thế nào? Tôi nói, Phật Pháp có 84.000 pháp môn, thì có 84.000 pháp môn là đệ nhất, là số 1, không có pháp môn nào là hạng nhì cả. Vì sao tôi nói như vậy? 84.000 pháp môn là để đối trị 84.000 tật bệnh của chúng sanh. Mỗi chúng sanh đều mắc một chứng bệnh khác nhau. Thế thì pháp môn nào trị lành được bệnh của người nào thì pháp môn ấy là hạng nhất đối với người đó vậy. Thí dụ như các dược phẩm, có thứ thì trị nhức đầu, có thứ thì trị đau cổ hoặc đau mắt, đau tai, nhức răng, sổ mũi, có thứ thì trị các chứng bệnh khác trong cơ thể. Vậy quý vị nói thứ thuốc nào là hay nhất, là số 1? Nếu nói rằng thuốc nhức đầu là số 1, còn thuốc đau mắt là số 2, tức là sai lầm. Quý vị mắc chứng nhức đầu, uống thuốc đau đầu vào thì hết nhức, thì thuốc ấy là số 1. Quý vị bị bệnh đau mắt, uống thuốc đau mắt rồi hết đau, thì thuốc này cũng là số 1 vậy. Loài người chúng ta đều có bệnh tham sân si. Nếu quý vị hiểu Phật Pháp rồi, trị được bệnh tham trong tâm mình, thì pháp môn trị tâm tham ấy là đệ nhất. Nếu quý vị hiểu Phật Pháp rồi trị được bệnh sân, thì pháp môn trị tâm sân ấy là đệ nhất. Và nếu quý vị hiểu Phật Pháp rồi dứt trừ được lòng si mê, thì pháp môn trị tâm si ấy là đệ nhất. Chúng sanh có 84.000 thói hư tật xấu, Phật bèn giảng nói 84.000 pháp môn để đối trị những thói hư tật xấu ấy. Hễ pháp môn nào trị dứt được bệnh của quý vị thì pháp môn ấy là số 1, bằng không thì không gọi là số 1 được. Do đó 84.000 pháp môn đều là 84.000 pháp môn thuộc loại số 1 cả. Kinh Kim Cang dạy, pháp đây bình đẳng không có cao thấp, đã không có cao thấp, cho nên tôi nói cả 84.000 pháp môn đều là số 1, là đệ nhất. Quý vị bảo như thế có phải là Phật Pháp không? Tôi giảng kinh không giống như các người khác. Như trừ ác mạc tác thì chữ trừ phải giảng là nhiều, không thể nào là một được. Tôi thì khác, tôi áp dụng ngữ pháp của tiếng Anh đảo ngược lại để truy tìm từ đầu, bởi tôi không biết về số học. Con số nhiều quá làm tôi không biết đâu vào đâu nữa, liệu mình không theo kịp. Tôi bèn quay trở lại để đón đầu. Thí dụ có người chạy rất nhanh, người đó quẹo, tôi cũng quẹo, cứ thế mà chạy theo người ấy. Xong người ấy chạy quá nhanh, biết mình không thể nào bắt kịp được, tôi bèn quay đầu chạy ngược hướng lại, tức thì đón được anh ta. Quý vị xem, tôi giảng kinh cũng theo phương thức ấy, số một quá nhiều đếm không nổi, do vậy tôi nói là một cho đơn giản. Như thế chẳng những tôi mà ngay cả đứa trẻ con cũng có thể hiểu được, đó là cách giảng của tôi. Thì là Bà La Mật, thì là trì giới. Người trì giới thì rất nhiều, nhưng người mà tôi muốn nói đến chính là Đạo Tuyên Luật Sư. Đạo Tuyên Luật Sư là một vị pháp sư trì giới nghiêm minh bậc nhất và nghiên cứu giới luật cao thâm nhất ở Trung Hoa. Ngài do trì giới tinh nghiêm mà khiến cho chư thiên cảm động và hàng ngày đến dâng cơm cúng dường. Vì thế Ngài thọ dụng thức ăn của cõi trời, chứ không phải của nhân gian. Trong các tổ sư ở Trung Hoa từ trước đến nay, chỉ có Đạo Tuyên Luật Sư được thọ hưởng sự cúng dường của chư thiên, và việc này ai ai cũng rõ biết. Giới luật thì chuyên nói về giới tướng, giới pháp và oai nghi, 3.000 oai nghi, 8.000 tế hạnh. 3.000 oai nghi này từ đâu mà có? Từ tứ đại oai nghi, đi đứng, nằm ngồi, đi cũng phải có oai nghi, ngồi cũng phải có oai nghi, đứng cũng phải có oai nghi, và nằm cũng phải có oai nghi. Hành như phong, lập như tùng, tọa như trung, ngọa như cung, đi như gió, đứng như tùng, ngồi như chuông, nằm như cung. Hành như phong, đi như gió, tức là đi như làn gió. Gió này hoàn toàn không phải là gió lốc, cũng chẳng phải là cuồng phong. Đi mà hấp tấp như chạy, tất không là gió lốc thì cũng thành cuồng phong. Người xuất gia khi cất bước phải khoan thai như làn gió nhẹ, chỉ dịu dàng thổi lướt qua, không làm sao động mặt nước.
Tuy rằng có sóng, có gió, song không làm dậy sóng. Lập như tùng, đứng như tùng, tức là đứng thì thân phải thẳng như cây tùng, không nên ngoẹo đầu ngoẹo cổ, dáng vẻ ủ rũ chẳng có chút tinh thần, giống như chưa tỉnh ngủ vậy. Phải đứng cho ngay, thẳng người lên. Khi đi thì đừng lúi húi, khom lưng cọng cổ, cũng đừng gầm đầu cúi mặt. Tuy nhiên không nên cúi đầu, tức là phải ngẩng đầu, nhưng ngẩng lên quá cũng không đúng, mà phải ngẩng một cách tự nhiên. Đây là nói về cách đứng, một trong bốn đại oai nghi. Ngoài ra khi đi thì không nên nhìn đông nhìn tây, cũng đừng giáo giác, trông trước trông sau. Quý vị lơ láo nhìn ngó như thế mà cảnh sát trông thấy thì sẽ nghĩ: à, tên này khả nghi quá, hắn định giở trò trộm cướp gì đây, hắn dình xem có ai ở nhà không để đột nhập ở đấy mà. Và liền chú ý đến quý vị, cho nên đừng nhìn ngang liếc dọc, chớ giáo giác dòm ngó. Tọa như chung, ngồi như chuông, tức là ngồi ngay ngắn vững chãi như cái chuồng úp vậy. Ngọa như cung, nằm như cung, tức là nằm như cái cung, đó là tư thế thác tài đáp khác. Còn gọi là dáng nằm kiết tường, thác tài là nằm nghiêng về bên tay phải, bàn tay lật ngửa ra kề dưới má phải. Đáp khác là tay trái duỗi ra và bàn tay úp lại để trên bắp đùi trái. Hai chân hơi co lên một chút, tư thế tựa như cây cung. Về bốn đại oai nghi đi đứng nằm ngồi thì mỗi oai nghi có 250 điều lệ, 250 điều về đi, 250 điều về ngồi, 250 điều về đứng, 250 điều về nằm. Đi sâu vào chi tiết thì mỗi một oai nghi đều có tới 250 điều lệ, chứ chẳng phải là chuyện đơn giản thế. Như thế bốn đại oai nghi thì tổng cộng là 1.000 điều lệ. 1.000 điều lệ cho mỗi thời, quá khứ 1.000, hiện tại 1.000 và vị lai 1.000, nên tổng cộng là 3.000 oai nghi.